Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mà hôm nay bị thằng Google nó chửi ngu nhục ghê luôn các bạn ơi. Chửi mình ngu luôn, nhục kinh khủng luôn á. Nay mình sẽ tìm cách mình phục thù lại nó. Bây giờ trước khi mà phục thù lại nó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mới của Google Assistant. Gần đây nó giới thiệu cho người dùng của mình cái chức năng là hỗ trợ tiếng Việt cũng rất là khá là hay. Nhờ các bạn xem nhé. Đây này. Đó. Ok Google. Có tôi đây, bạn cần giúp gì nào? Tốt lắm. Rất vui vì đã giúp được bạn. Đó, nói rất là hay, nói như thật luôn. Cho tôi biết là tôi đang ở đâu. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc hẳn phải là một nơi rất tuyệt rồi. Trời ơi. Cái này tao lao đó, tôi đang ở bệnh viện mà tuyệt cái gì trời. Đi bệnh viện 2 tuần nay rồi mà kêu tuyệt rồi. Không tuyệt chút nào hết. Tốt quá, tôi có thể giúp gì cho bạn? Nghe nhầm. Tôi cảm thấy không tuyệt một chút nào hết. Tôi có thể tìm thông tin này giúp bạn. Không được rồi đó. Cho tôi biết địa chỉ tôi đang ở đâu. Đây là bản đồ của 120 đường Hùng Vương, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh. Rồi, đúng rồi đó. Mình đang ở bệnh viện Phạm Hồng Thạch các bạn ơi. Rồi, ok. Tốt lắm. Được thôi. Giỏi. Cho tôi biết thời tiết hôm nay như thế nào. Dự báo thời tiết tại phường 12 hôm nay 32 độ và có mây vài nơi. 32 độ có mây vài nơi. Ok. Tôi hiểu rồi. Cho tôi biết thời tiết ngày mai như thế nào. Dự báo thời tiết tại phường 12 ngày mai 32 độ có dông bão. 32 độ có dông bão. Ok, cảm ơn Google. Lúc nào tôi cũng vui khi được giúp đỡ bạn mà. Rồi, tuyệt vời. Cho tôi biết. Sau đây là một kết quả từ YouTube. Mình nói cho tôi biết rồi nha, bài hát cho tôi biết luôn. Mình tại mình nói hết câu, ok. Ok, cảm ơn Google nha. Rất vui khi giúp được bạn. Google bao nhiêu tuổi rồi? 20 năm. 20 năm thì làm em nhá. Anh hơn tuổi em rồi đó. Ok, hãy cho tôi biết ngày mai. Tôi sẽ cố. Gì chưa nghe xong mới trả lời rồi mày. Nghe cho hết anh chứ. Rồi, bây giờ thử này. Ok Google, mở Messenger. Đang mở Messenger. Đó, mở Messenger các bạn. Ok. Ok Google, mở Facebook. Đó, mở Facebook. Ok. Rất là nhanh luôn các bạn ơi. Mình tìm rất là nhanh luôn. Ok Google, mở báo mới. Đăng. Đó, nó ra báo mới luôn. Nhờ báo mới luôn. Rất là hay. Ok. Ok, cảm ơn Google. Đó chính là nhiệm vụ của tôi khi ở đây mà. Rồi, tuyệt vời. Google ơi. Xin chào Hùng. Tôi có thể giúp gì tên cho bạn luôn. Tại sao biết tên anh? Xin lỗi, tôi không hiểu. Tôi tên là gì? Tên bạn là Hùng. Ồ, biết mình tên Hùng rồi các bạn ơi. Ghê ghê ghê, giỏi đó. Cảm ơn vì đã biết tên tôi nha. Cái gì nó lại ra lời bài hát. Ok Google. Có tôi đây, bạn cần giúp biết gì tên nào? Tên gì luôn mới ghê thiệt. Quá dữ. Xin lỗi nhé. Xin lỗi cái gì? Không vấn đề gì đâu. Không vấn đề gì đâu là sao? Sau đây là một câu trả lời từ YouTube. Thôi, đi ra bài hát. À, ok Google. Có tôi đây, bạn cần giúp gì nào? Tôi đang rất là buồn Google à. Ôi, không biết có giúp gì được cho bạn không, nhưng nếu bạn cần gì thì cứ nói tôi nhé. Ghê ghê, cứ nói tôi luôn. Thử xem con nó có hát được không ha. Gì tốt không tôi được. Đang... Tôi muốn nghe Google hát một bài. Tôi đang bật Google hát một trên YouTube. Không được, không được. Mình muốn Google nó hát mà lại mở nhạc trên YouTube. Ok Google. Xin chào.
tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy hát cho tôi nghe một bài được không? E hèm, vườn hồng ngày xưa ghê, đã ghê, úa tàn, hát luôn. Tàn, tàn. Chết chửa, tôi quên lời rồi. Bãi trưởng quên lời đấy chứ. Tôi muốn nghe thêm một bài hát nữa. Tôi cũng biết hát vài bài rồi đấy. Oh, nhưng giỏi. Chắc bạn vẫn thích tôi đọc lời bài hát cho bạn nghe nữa đúng không? Tình bằng có cái trống cơm khen ai khéo vỗ. Ồ mấy bông mà nên bông. Ồ mấy bông mà nên bông. Được. Tôi muốn nghe hát thêm một bài nữa nào. Tôi đã tìm thấy kết quả này trên YouTube. Tìm trên YouTube thì nó nghe không rõ là nó sẽ chuyển qua YouTube. Ok. Tôi đang buồn Google ơi. Tôi hiểu rồi. Tôi đang buồn. Tôi giúp được gì nào? Hãy kể cho tôi một câu chuyện vui được không? Có chuyện thế này, có chuyện luôn. Một anh lính có tính cương trực thấy quan huyện làm nhiều điều trái mắt nên thường hay đem lời chế nhạo quan vẫn định bụng trả thù. Một hôm, có người đến vu cho anh lính ăn tiền hối lộ ở ngoài chợ, quan mừng thầm dịp báo thù đã đến, bèn cho đi bắt anh lính về. Anh lính tới công đường, dắt cả đứa con nhỏ đi theo, quan đập bàn thét lớn, đánh cho nó chừa cái tật ăn hối lộ đi. Anh lính quay sang thủng thỉnh bảo con, này con đứng lui ra đi, quan sắp đánh cha đấy. Đây vui vui cái gì? Chưa vui gì hết. Tôi rất tiếc. Cho tôi nghe câu chuyện khác đi. Trời ơi dài thế. Có ba thằng bé nọ khuya rồi vẫn chưa chịu đi ngủ. Kể cho mình nghe là hiện cái chữ này. Cho tôi nghe câu chuyện khác đi. Ngày xưa có một trợ lý Google cô đơn, luôn băn khoăn tự hỏi tại sao không có ai muốn nói chuyện với mình. Thế rồi một ông bụt hiện ra và nói, ê đồ ngốc, micro của ngươi đang tắt kia mà. Ôi quên mất, trợ lý Google kêu lên, và từ đó trở đi người trợ lý ấy không bao giờ cô đơn nữa. Ông đang nói ai vậy? Đang nói mình hả ta? Ok, cảm ơn Google. Có chi đâu hỡi bạn hiền. Bạn hiền đó luôn. Là nhiệm vụ tất nhiên thôi mà. Bạn hiền mà hôm qua mà chửi tao ngu. Chửi tao ngu bây giờ mới kêu bạn hiền là sao? Hôm qua mà chửi tao ngu á, hôm nay mới kêu tao bạn hiền. Hay quá ha. Ok Google. Có tôi đây, bạn cần giúp gì nào? Cho tôi nghe một câu chuyện buồn nào. Chuyện này thì có thật luôn, tôi quen một người bạn, cậu ta từng dậy sớm xếp hàng để nhận phần quà đặc biệt dành cho 50 khách hàng đầu tiên trong ngày. Tới lượt cậu ta, nhân viên quầy hàng thông báo, bạn là khách hàng thứ 51. Vui ở chỗ nào vậy? Đây là kết quả hàng đầu. Vui ở chỗ nào? Sau đây là kết quả tôi tìm thấy trên web. Tào lao, kể tôi một câu chuyện vui khác đi. Ai nhầm, mình đang kêu nó kể chuyện buồn chứ hả? Nhầm. Kể tôi một câu chuyện buồn khác đi. Một ngày nọ tôi nhận ra mình có siêu năng lực, hệ cứ yêu ai là người đó có bồ. Lao thiệt. Rồi ok. Ok Google. Có tôi đây, bạn cần giúp gì nào? Mày có biết người yêu của thằng Hưng không? Tôi đã tìm thấy kết quả này trên YouTube. Cái gì? Tào lao vậy. Google có biết bà Tân Vlog không? Tôi đã tìm thấy kết quả này trên Google. Ghê, không tìm được. Ok Google. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Có biết bạn gái của thằng Hải Lai không? Tôi có thể tìm câu trả lời trên web. Nó nghe không nhầm. Thằng Hải có người yêu chưa? Xin lỗi, tôi không hiểu ý bạn. Người yêu của thằng Hải tên là gì? Đây là kết quả từ Wikipedia. Tào lao rồi đó. Hôm trước ông Tú Lý bị vợ cầm chuỗi Tôi có thể tìm câu trả lời trên web. Nhầm. Hôm trước ông Tú Lý bị vợ cầm chổi đuổi vào quanh nhà, mày biết không? Sau đây là kết quả tôi tìm thấy. Không tìm thấy à? Ông trưởng bị bà Hương cầm chổi đuổi, mày biết không? Lệnh tìm kiếm cho ra kết quả sau đây. Tào lao. Vợ của ông trưởng tên là gì?
Kết quả này là từ Wikipedia. Rồi, không tìm được rồi. Thua thua. Ông trưởng là ai? Dưới đây là thông tin tóm tắt ông từ trưởng, Wiki. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an là... Tào lao bị đau quá. YouTube có kết quả này. Google tào lao. Thần kinh nhưng vẫn thông minh, thế mới tài. Thần kinh vẫn thông minh luôn. Ghê, thế mới tài. Google. Xin chào Hùng, tôi có thể giúp gì cho bạn? Xin chào Hùng luôn. Biết người yêu của Hùng là ai không? Nhầm, nó nghe nhầm rồi đó. Tôi từng thầm thương trộm nhớ một cái thang máy, nhưng mối quan hệ của chúng tôi cứ lúc thăng lúc trầm, chẳng biết đâu mà lần. Gì cũng tào lao vậy. Biết người yêu của anh Hùng là ai không? Không ra được. Biết người yêu thằng Hải là ai không? Không ra được. Thằng Hải nó có vợ chưa? Tôi tìm thông tin này cho bạn nhé. Không tìm được. Sao mày ngu thế à Google? Giờ mới chửi. Xin lỗi bạn người dùng yêu quý. Có đôi khi tôi cũng hay nhầm. Nhưng xin bạn cứ yên tâm, tôi luôn học hỏi lỗi lầm bản thân. Hay. Cho tôi cơ hội một lần để biết giúp đỡ nhé. Bạn hay. Cần gì không? Ghê, biết nhận lỗi luôn. Đây là kết quả hàng đầu. Biết nhận lỗi là tốt. Sau đây là kết quả tìm kiếm hàng đầu. Đây là một cái từ khóa của Google. Ok Google, mày biết nhận lỗi là giỏi. Nó ra cái gì? Ok Google, đừng có chửi tao ngu nữa nghe chưa? Tôi có thể tìm thông tin này giúp bạn. Ok. Rồi nó tìm ra cái gì à? À cái gì thông tin kia mình ok nó tìm luôn. Không cần. Thôi tạm biệt đi. Ok Google. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Cảm ơn bạn nhé. Xin chào Google. Không hề gì. Ok. Thì hôm nay mình tìm hiểu cái chức năng này cũng khá là vui các bạn ơi. Bây giờ cứ ở đây một mình mà không có ai chơi, không có ai nói chuyện mà sử dụng cái chức năng này mà tìm hiểu cũng rất là hay á. Mà nói chung là nó cũng rất là nhiều cái lợi ích á. Thôi hôm nay nói chuyện với thằng Google tới đây thôi. Cũng chọc nó một thời gian rồi. Bây giờ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Huy Hùng TV nhé. Và hãy chia sẻ cho các bạn bè cùng xem để bạn bè biết cùng khám phá cho vui nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn lại các bạn ở những clip phía sau. Bye bye.